chào anh em. Thì hôm nay Ngọc Anh Shop sẽ review và giới thiệu đến anh em full bộ bánh mâm 5 cây chế cho Sachia Rider. Hàng thực tế lên xe, anh khách cũng tin tưởng bên mình và qua đặt và lắp ráp trực tiếp lên xe nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem mâm 5 cây Racing Boy chế cho Sachia Rider. Và đây là cận cảnh em nó. Thì cái này là đi bài vỏ nhỏ nha anh em. Không, mâm CNC ở trong mình, mâm thì mình cũng đã chạy CNC vớt hết sạch sẽ. Không, sơn anh khách này ảnh hơi không có vệ sinh nên nó hơi dơ. Thì đây là vỏ CRV Thái size 60-70 không ruột, gai đến lớp nha anh em, gai đến lớp. Đây là bánh sau thương hiệu Racing Boy nha anh em. Đây Racing Boy. Không, quay bánh sau nha anh em, cũng nhẹ ổn nha. Không, mình quay nè. Này mình về vệ sinh thì anh em nhớ đi xe nhớ vệ sinh sơn là được. Bánh sẽ quay bánh nhẹ thôi. Đó. Cùi dĩa thì khi mà mâm 5 cây lên cùi dĩa là giữ lại cùi dĩa zin. Thì đây là bánh sau nha anh em. Đó. Còn đây là cận cảnh bánh trước. Đó. Đó. Cũng đi vỏ CRV Thái không ruột. Mâm 5 cây và đi lòng đĩa kết hợp ốc titan. Đó, xe thì anh này ảnh lên gần như là full option ốc titan luôn rồi. Bánh trước nha anh em, canh chỉnh đều ngay tâm nha. Đó. Bên mình cũng đã xử lý và vớt lại. Đó. Thì đây là bản 5 cây. Đây ngoại cảnh em nói nha anh em. Thì anh em có thể thấy review không? Khi mà lên xe á thì bản 5 cây nhìn xe rất là gọn nhỏ. Cảm giác nó đầm, thấp xe, nhìn nó rất style Thái luôn. Không. Anh này cũng lên full option ốc titan hết. Cùm Honeywell, mình giới thiệu review sơ thôi. Ốc nhớt titan. Đây là phía trong ra nha anh em. Khi mà anh em lên mâm 5 cây thì nhìn phía trong ra hai bên luôn, mình quay hai bên để anh em xem cảm nhận luôn. Không, nhìn rất là gọn đầm nha. Kính chào anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Anh em cần mâm chế thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Anh Shop nha. Racing Boy 5 cây chế dành cho tất cả các loại xe luôn. Rider, Sachia, Winner, Sunic. Thì bên mình cũng có hỗ trợ lắp ráp cho anh em. Hoặc anh em nào đã có mâm sẵn cần chế thì cứ đem mâm qua bên mình nhận làm hết. Chân thành cảm ơn anh em.